Ngày 29 tháng 11, Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị đâm tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, tại công viên 30 tháng 4, thành phố Tây Ninh, nghi phạm là người đàn ông 57 tuổi, ngụ thành phố Tây Ninh, làm nghề chạy xe ôm truyền thống, xảy ra cãi vã với một nam tài xế xe công nghệ 30 tuổi ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh sau một hồi cãi nhau nghi phạm đã dùng dao đâm tài xế xe công nghệ bị thương nặng người dân xung quanh phát hiện vụ việc và nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong trên đường đến bệnh viện theo người dân khu vực trước đó có nghe hai người cãi vã nhau vì liên quan đến việc chở khách sau khi đâm tài xế xe công nghệ nghi phạm bị người dân tạm giữ và bàn giao cho công an khu vực hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra